Hôm qua, một nam thanh niên bắn ba phát súng vào quán cà phê ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi nhằm giải quyết mâu thuẫn. Không ngờ hai người không liên can đã bị trúng đạn. Công an đã bắt giữ Đặng Thành Quý, 27 tuổi, để điều tra về vụ việc. Khoảng 7 giờ 30 sáng qua ngày 13 tháng 10, nhóm đối tượng chạy ô tô đến một quán cà phê ở thôn Tuyết Diêm 1, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, một người ngồi trong xe dùng súng bắn ba phát vào trong quán cà phê, khiến ông VTC, 36 tuổi là người địa phương, đang ngồi uống cà phê bị trúng đạn vào chân. Còn bà VTT, 46 tuổi, ở xã Bình Phước, cùng huyện Bình Sơn, bị trúng đạn ở vùng mông. Sau khi gây án các đối tượng lái ô tô tàu thoát, Công an huyện Bình Sơn lần theo dấu vết bắt giữ Đặng Thanh Quý, nghi can cầm súng bắn vào quán cà phê, làm hai người bị thương. Công an lập tức khám xét nhà riêng của Quý, phát hiện và thu giữ hai khẩu súng rulo, 39 viên đạn loại đầu đạn trì, trong đó đã sử dụng ba viên, cùng ba cây đao kiếm. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Quý khai nhận người mà Quý muốn bắn là thanh niên đã chọc ghẹo bạn gái của mình. Thời điểm Quý bắn súng, thanh niên này đang ngồi trong quán cà phê. Tuy nhiên, khi Quý nã đạn vào quán cà phê, hai nạn nhân bị thương lại là những người không liên quan.